Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2022, Hội Khoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bốn hoàn cảnh như sau: một là chú Dũng, hai là chị gái, ba là anh Nghị, bốn là chị Tú cùng ở địa chỉ cây mắm Đầm Dơi, với số tiền tài trợ là mỗi hoàn cảnh 250.000 đồng. Đây là lần giao thứ 10 do nhà tài trợ Minh Khôi ở Sài Gòn tài trợ. Tôi cũng xin thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, mời bốn hoàn cảnh cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn cháu Minh Khôi đã hỗ trợ cho chúng mỗi tháng 200.000. Cảm ơn cháu Minh Khôi là một góp hàng tháng 250.000. Nay cảm ơn cháu Minh Khôi nhiều. Cảm ơn cháu Minh Khôi góp hàng tháng 250.000.